đầu chưa? Rách rồi đấy. Rồi chặt đấy. Chào anh em nhá. Hôm nay em lại giới thiệu cho mọi người con bơm Kabushi một ti này cho mọi người nha. Dùng rất là chất luôn. Hàng chất em mới giới thiệu cho mọi người này. Đấy. Con này bơm bằng tay bằng chân được hết nhá anh em nhá. Rất là nhẹ này. Có đồng hồ đo áp suất cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ tháo cái bánh xe này ra để đo cho mọi người cho mọi người nhá. Mọi người xem nhá. Đấy. Tháo gần hết rồi này. Ok chưa? Bây giờ này mình sẽ bơm luôn. Anh gì view cái đầu kia đi. Này. Cái đầu này thì chúng ta sẽ dùng bơm xe đạp được này, bơm xe máy được này, cho anh em dùng gia đình thoải mái luôn. Khi nhà mình dùng xe máy, xe đạp điện rồi là kể cả ô tô chị chúng ta vẫn dùng được. Cái này thì chúng ta sẽ dùng bơm bóng rồi. Bơm bóng bay. Rồi ok nhá. Bây giờ chúng ta thì test thử cho mọi người luôn. Đây để coi cái đầu. Đây áp suất là 0 nhá. Áp suất đây này nó là 0 cân nhá. Và bây giờ mình sẽ test bằng tay luôn. Đấy lên này. Đấy. Đang lên đều nhanh nhanh nhá. Bây giờ mình sẽ dùng một chân luôn. Ok chưa? Như kiểu là tốt lúa ấy. Đây anh em để ý này, lên 2 cân rồi nhá. Lên 2 cân rồi này anh em để ý này. Lên 2 cân rồi này. Đấy. Riêng bánh trước thì chúng ta cho khoảng 2 cân rưỡi đến 3 cân. Đấy, 2 cân rưỡi đến 3 cân. Ok. Rồi, đã 2 cân rưỡi rồi. Nếu mà chúng ta bơm nhiều lên thì chúng ta sẽ nặng, sẽ sóc. Rồi ok, anh em có nhu cầu về mua sắm hàng hóa thì có thể điện cho em Thanh. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.